mời cả nhà các bạn ăn cơm cùng hai chồng Thi nha. Bữa nay ăn cơm với này là thịt dăm mặn, gà kho, cá thu, sút gà, dưa cải. Mời cả nhà các bạn cùng ăn nha. No quá, làm ra là hơi không no. Cái này thịt gà kho rượu cả nhà bạn. Tết rồi mình kho rượu bằng thịt heo quay, rồi giờ mình đợt này mình kho rượu thịt gà. Nó mềm lắm. Không thấy ăn cá thù có rất là ngủ không? Cả chấm thương hiệu cá khô quá nhỉ bạn, rất là ngon. Ăn cơm mà không có gạo ăn vô. Hơi có thu á, nó mềm ăn ngon hết, cứng ăn ngon. Mình kho có mình chiên nó ra, nó mềm ăn ngon hay nó cứng ăn ngon? Cứng. Trong cái kho cái thịt nó mềm, mình ớp miếng muối trước khi chiên, cứng thịt nó dẻ cả nhà bạn, ngon. Không còn gì phải nói. Thịt gà kho rượu mềm. Ăn nha. Ăn cái cải của kiểu là trúng cái giỏ luôn nha. Kiểu mình mới làm. Chưa có chua. Năm nào cũng làm kiểu đường chứ không có tự giấm, không để giấm vô đường là ăn hoài tới lên men ăn cái chua khỏi không để giấm. Thịt gà mà ăn sao kiểu ấy, ăn thử con hơn luôn kêu gà trắng đá. Này quên đớ á, chiến nè, quên đớ mới có khỏi bằng khỏi nấu canh, mua trái bầu rồi mà chưa kịp nấu. Hai vợ chồng ăn ngon, vợ thì phải ăn đậu sống, rau sống, dưa leo sống, cà sống, dưa cải, củ tiêu,
không chịu ăn canh. Ngắm thì ăn canh thì ăn nước không ăn cái. Ăn nhiều nhiều vô cho mê nó phải bỏ. Chiều cái là không ăn cơm. Chiều cái không ăn mà ăn một cửa một. Mình ra đang giảm cân con tết mặc đồ đúng rồi, tết mặc đi đóng ăn địa quá trắng dần không ăn sáng ăn nửa chén ăn vô cánh gà. Chết ở nhà bạn kho thử là chấm đá nha, khó hiệu chứ chín dịch ngon. Mình chặt cục bự bự mình coi ăn như kho thịt. Không cực kỳ luôn. Hồi đó mình không biết ăn lắm. Nó trời ơi, nó kỳ ngộ. Gà chấm đá mà thôi kiểu ăn gì trời. Ta biết ăn rồi. Gì thế mới ăn được cái mua làm ở ngoài cái nhất. Cái thứ hai mà cá thu này coi nhé các bạn, mình chiên á, mình để vô thịt kho riễu mình ăn cũng ngon. Ủa còn thứ cà cái gì ăn thịt kho riễu, gà kho riễu 2-3 ngày ăn gà bự lắm các nhà bạn nhé. Chứ không mà chiên cá thu này bỏ vô cũng ngon. Trời ơi, ăn nướng nó cay tét cái miệng. Cái đuôi vẫn còn khúc bự. Ủa rồi như cá là chỉ có món này thôi, cái món gì đâu. Có thu còn làm được món gì nữa không? Chỉ có chiên vậy thôi hả? Dưng mắm gì á, cái đó khô kìa mấy chân, cái này có tươi thì sao chân? Nửa chén cơm hết cháo đồ ăn. Ăn cháo chứ không ăn heo không? Nghĩ sinh nhật bạn rất còn. Thì cái video của Thi cũng kết thúc lại đây nha cả nhà các bạn.
Thi bye bye cả nhà các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau. Bye bye.